Người Lào thì rất là hay ăn đồ nướng, gần như các thức ăn gì họ cũng nướng, thậm chí trứng cũng nướng. Và hôm nay đây thì có người thân mời đi ăn món đặc sản của Lào, đó là món lợn quay. Lợn này là cái giống cái lợn rất là ngon. Loại này nó to nhất cũng chỉ được khoảng hơn 30 cân thôi. Cái tiền công quay một con lợn như này thì 250.000 kíp. 250.000 kíp là tính ra tiền Việt là khoảng hơn 300.000. Hơn 300.000 tiền Việt. Bên về là mình chắc sumo mông cho xúc ai. Xong sumo mông mà. Ồ. Như vậy là con này quay thì trong vòng 2 tiếng nó sẽ chín. Như con này là quay xong rồi đây. Chiều nay sẽ được thưởng thức thịt của con lợn này. Như con này thì anh bạn mua 750.000 kíp, cộng với tiền quay 250.000 nữa là 1 triệu kíp, thì tính cho tiền Việt là 1.4 triệu. Nhìn thôi đã ngon rồi. Cứ văn sao văn thịt này là mư bên ba mặn chắc tô ai. Cứ mư này đây. Mư này pẹt tô. Như vậy ngày hôm nay cái quán này họ quay tất cả là 8 con. Loại lợn này được bán nhiều ở chợ Bản Thơn ngay tại trung tâm của thị xã Phôn Sa Văn, tỉnh Siêng Khoảng. Bây giờ mời mọi người chúng ta có thể ghé vào chợ này để biết, và nếu có dịp sang đây thì có thể ghé vào để mua lợn hay là gà đồi về để làm thịt được. Đấy, như con này là khoảng tầm 32 cân mà 1.5 triệu là họ làm thịt cho mình luôn. Như vậy tính ra tiền Việt thì lợn hơi khoảng 70. 2-3 tháng trước đây thì rất là rẻ, nhưng mà dạo gần đây thì chuẩn bị đến Tết của người Mông, với lại Siêng Khoảng đang tổ chức đại hội thể dục thể thao, cho nên có rất là nhiều đoàn trong cả nước rồi cổ động viên về đây, cho nên giá đã được tăng lên rất là nhiều.